thiền bát nhã là dấu này, là dấu thiên tâm. Thiên tâm không phải là do Kiệt biết cái gì này, Kiệt cũng là người đeo như quý vị nha. Thiên tâm là do Đức Thầy, Đức Phật Thầy Đan, Đức Quỳnh Phú Sổ, Đức Trạng Trình, Đức Bổn Sư, Đức Phật Chùm, Thi Giải Bán Khoai, tuân lệnh của Thượng Đế, của cha mẹ và hội đồng chư Phật dạy dỗ cho Kiệt gần bao nhiêu năm nay với cái dấu hiệu này. Cho nên quý vị muốn biết hiểu sâu về cái dấu hiệu này thì phải chờ Đức Thầy xuất hiện, thì hỏi Ngài, Ngài sẽ giải thích thì sẽ rõ hơn. Chứ ngày xưa, khoảng 4-5 năm về trước, có một lần Kiệt hỏi sư phụ: thưa sư phụ, bây giờ sư phụ lập ra đạo Hòa Hảo, nhiều đạo, tất cả rất là nhiều đạo trên thế giới, đạo Vũ Sơn, rồi bên Cao Đài cũng có nhiều đạo, Mỹ cũng nhiều đạo. Sao bây giờ mình lại có cái dấu hiệu này, gọi là đạo thiên, chỉ có thờ cha thôi, là độc nhất thần, thờ Thượng Đế, và phải học Phật. Thì nguyên nhân sư phụ giải thích như thế này: con có biết, người có đạo Công giáo, người ta có chuyện vui, chuyện buồn, chuyện khổ, chuyện sướng gì cũng kêu trời ơi. Người đạo Hồi cũng là thờ ông trời, chuyện vui, chuyện buồn gì, người Hồi giáo mỗi ngày ăn cơm quay về hướng gì ta, cũng là kêu trời ơi, thánh trời, khấm Phật. Người đạo Phật không thờ, không có hiểu nhiều về trời, nhưng họ có chuyện gì, họ cũng kêu trời ơi. Phật tử toàn là kêu trời ơi, cả mấy thầy, mấy hòa thượng cũng kêu trời ơi luôn á. Nhưng mà chẳng qua là kinh điển thời nay á, thần tấu gì á, sửa lại, cho nên làm cho con của Thượng Đế quên đi cha mẹ. Thì đạo Phật cũng kêu trời ơi, buồn, vui, khổ, sướng gì cũng kêu trời ơi hết. Rồi xuống Cao Đài cũng thờ ông trời, cũng kêu trời ơi. Tức là người không đạo cũng kêu trời, và người ác nhất thế gian cũng kêu trời ơi. Cái gì cũng kêu trời hết. Thì hội đồng chư Phật ở trên trời và cha mới quyết định là lập ra cái đạo thiên tâm này.